Thì anh sẽ ở nhà, anh sẽ đi làm ta? Em đi làm. Anh với lại Đạt đi làm. À, mọi người ở đây không đúng không? Vậy lát em giữ anh thì mũ nha. Cái nón cũng ở trong xe. Chiều thích bạn nào chở đi thì đi. Còn mũ rồi. Anh là quá trẻ so với tuổi. Đúng rồi. Em đoán anh bao nhiêu tuổi? Đoán gì nữa anh? Nếu như anh không nói. 91 anh. Đoán gì? Lúc đầu mà anh đi vào cùng với lại bé thì em tưởng là hai người là học chung với nhau luôn á. Vậy là chị đang không, không. Em chị trẻ không, mà không. Anh cũng trẻ nữa. Ấy là chị không. Chị nói thật vậy sự. Chị đang... Không chị đang... phải, không phải, không phải, em đừng có nói nữa. Em rất là trẻ. Em là đúng tuổi. Em rất là trẻ. Nhưng mà anh cũng trẻ nữa. Thôi. Giờ mới là tặng quà chính nha. Wow. Hồi nãy đi làm món quà nhỏ xíu thôi mọi người. Xin nói trước là đây là đồ do cây nhà lá vườn luôn. Tặng em. Cảm ơn anh. Mở đất khỏi luôn đi. Trời ơi. Ôi, tranh ông vẽ kìa. Lần đầu tiên được tặng chanh luôn á mọi người. Đây là kỷ niệm cái bình Hải Long lúc trước anh đi cách đây khoảng 5 năm về trước rồi. Nhưng mà đi có mình à, hy vọng là nếu mà có duyên thì đi hai mình. Em đoán á là anh thích khung cảnh này lắm luôn. Tỏ tình sớm quá. Không, hy vọng thôi. Riêng bản thân em thấy là hướng tới tình cảm và ấn tượng hơn á là bạn Kaka. Tại vì đó là lần đầu tiên em thấy tiếp xúc với bạn đó nhiều đến như vậy. Trời ơi, đây là quỷ, quỷ đóng luôn á. Khung em tự đóng luôn. Em không biết đóng khung nữa mà. Em vẽ lâu không? Cả 3 ngày là xong rồi. Cảm ơn anh nhiều. Không có chi. Bữa ăn đầu tiên thật đầy ý nghĩa và nhiều niềm vui khi ai nấy cũng đều có quà cho riêng mình. Sau buổi trưa, Trung và Đạt tạm chia tay mọi người để tới chỗ làm việc. Tên họ xây cái áo nữa, tối giặt chưa kịp khô, khổ ghê. Tắm đúng không? Tắm đi. Nhớ tắm. Kéo cái này dưới ra mà. Trời ơi. Chứ sao em? Trời ơi. Có đỡ đi. Có cái nhà tắm, toàn thiệt rồi. Còn đem cả bông tắm nữa. Có nhiều cái miệng mình sẽ không mang đâu. Con gái kiểu như là đi đâu là phải đem luôn cả một cái nhà của mình theo. Tại vì không có thiếu cái nào được. Nhiều quá à. Cảm giác giống nhà ở rồi đó. Cái lúc mà đi gặp bạn nam thấy làm sao? Đi gặp hả? Không. Đến cái chương trình này rồi mới gặp. Thì đi vô chung thôi. Chứ cũng không có ấn tượng gì nhiều. Trời ơi, nãy tôi gặp là gặp anh Đinh Đông. Cái vô xong rồi anh kêu vẽ thử. Tô tứ lung tung luôn, đâu có biết vẽ đâu. Thì cứ tô xong rồi ngồi nói chuyện lâu lắm. Ổng là con người nghệ thuật luôn. Kiểu mỗi lần mà nói ra cái gì nó cũng phải bay bổng chứ nó không có thật. Giống như mình là mình phải nói chuyện thực tế. Còn ổng là nó sẽ hơi hướng bay bổng một xíu. Mới ngồi nói chuyện có chút xíu rồi đã biết vậy rồi. Ghê lắm nha. Tại vì lúc đó nói chuyện cũng nhiều. Nên là biết thôi. Quay. Wonderful. Tài gỗ này em thích lắm luôn. Cực kỳ đam mê. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Anh cũng thích gỗ. Yeah. Cái sofa này sướng. Nó êm. Đẹp. Yeah. Để yên tĩnh. Hồi nãy đi vô đây là khác hẳn ở ngoài luôn á. Mát. Cho mấy đắp đó được cái chiếc xe màu hồng của chúng ta. Ủa Hà có đam mê gì về nghệ thuật không? Hằng không thích nghệ thuật lắm. Ý là... Không thích hả? Nói chung là Hằng thích sống một cuộc sống bình thường. Không, nghệ thuật nó không phải là Hằng phải rần rộ nó mới gọi là nghệ thuật đâu. Chứ là kiểu nào, ý trong đó là kiểu nào? Ấy là cũng tham gia hay là kiểu như anh Đông và kiến trúc sư hay là kiểu vẽ vời cũng là nghệ thuật nè. Hằng thì thiên về não trái á. Nghĩa là kiểu tính toán đồ này nọ. Chứ không có khả năng về nghệ thuật. Nhưng mà rất là thích những người làm trong nghệ thuật. Kiểu như là bị hút á, nên trong á thì thường hút trái chiều. Em thích bạn nào chưa? Ấn tượng hả? Em thấy ấn tượng với lại bạn Kha. Tại vì cái đầu vào là em được gặp bạn đó tiếp xúc mà nó nhiều hơn mà. Kha nói chuyện giống MC á, kiểu như biết cách nói chuyện ấy. Giọng mà nó hay kỳ luôn. Cuốn hút. Hoặc anh chị sao? Nãy giờ anh thấy mấy cô nó như thế nào? Tổng quan á. Các bạn cũng dễ thương á, xinh á. Ấn tượng đặc biệt thì anh chưa? Đúng rồi.
biết là lát gặp gỡ có nhiều tình tiết gì mới không nhỉ? Đang hóng rồi. Cứ bình thường thôi. Cũng hơi nôn chứ. Nôn hả? Sao nôn nhỉ? Hồi hộp. Cảm giác đủ thứ cảm giác hết. Tại đây là như là tiếp xúc lần đầu tiên với lại nhiều bạn nữ như vậy. Đến đâu 25 năm rồi chưa có một mảnh tình bắt vai á tin không? Hồi nãy ông ngồi ông nói hả? Cũng đi cua nhưng mà không được á. Vậy là ảnh không có tự tin ha? Không. Ảnh sao tâm? Nhát gái. Không nhát luôn. Nhìn thì không nhát đâu. Nhưng mà kiểu có thể cái kiểu của ảnh hơi lạ. Thành ra là khi mà con gái tiếp xúc cũng sẽ bị lạ, bị sợ xíu. Tôi không có nghi ông là cái nhân vật mà chương trình cài vô nha. Hiện tại bây giờ tôi đang nghi á là anh chung với bạn đối diện luôn. Tại vì cái bạn đối diện á, cái style bạn kiểu cũng cá tính. Còn hai bé làm sao là sao? Ca thì biết rồi. Nếu như mà là Ohio thì giờ mình có thể search trên Google tìm hiểu bạn ca nhanh hơn. Ohio thông tin trên hết. Đúng mà. Rồi. Nhân sự kiện gặp gỡ ngày hôm nay, các thành viên ngôi nhà chung đã chuẩn bị sẵn một phần quà đặc biệt để tặng cho người mà mình có ấn tượng nhất. Thì từ sáng giờ thì mình cũng mới gặp thôi, chưa có ấn tượng được với bạn nam nào. Cho nên mà chọn cách là mình sẽ tặng quà cho người gần nhất. Đó là bạn Long ở bên tay trái. Cảm ơn. Thì anh cũng có một món quà cho em. Anh là một người rất là healthy. Đó là anh hy vọng là em sẽ luôn luôn healthy giống như anh. Thì anh có một món quà kiểu là một bình nước để cách nhiệt. Thì anh hy vọng là kiểu em sẽ luôn luôn uống đủ lượng nước trong ngày. Một ngày uống khoảng tầm 4 bình này là đủ rồi. Thôi dở. Đủ 2 lít okay. Nước luôn. Đang em. Dạ em cảm ơn anh. Okay, em cảm ơn. Đẹp quá à. Em sẽ tặng bạn mà sáng nay em gặp đầu tiên để coi như cảm ơn bạn. Wow, cảm ơn. Wow, sô-cô-la. Sô-cô-la nha. Sô-cô-la đó. Có một cái sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây. Nói chung là sáng mình đi mua một món quà kia. Nhưng mà tại vì nó rất là vô tình. Chạy tới đây rồi mình đi bộ này kia kiếm cái tiệm cà phê kiếm không có. Tại vì mình là người rất là thích uống cà phê. Tìm không kịp. Vậy chắc trung tiệm rồi đó. Vô BD stop. Nói chung là cái món quà này thì nó nhỏ nhưng mà cái ý nghĩa của món quà này chắc mọi người cũng biết. Chị có biết được hàm ý sô-cô-la mà một nam tặng một nữ tặng cho nam là gì không? Là gì ạ? Không, em nghĩ chưa biết mà. Em nghĩ chưa biết mà. Không, thì nó chỉ là bị tưởng cho tình yêu thì mình đang tham gia show tình yêu. Có khi nào mà tặng xong rồi có bị dính luôn không ta? Hy vọng. Rồi anh nó đeo theo riết luôn á, nhờ cái sô-cô-la. Tại vì bây giờ mình tham gia chương trình mục đích là cái gì? Mình có người yêu mà đúng không? Tự nhiên mình dính luôn là đúng mục đích rồi. Sô-cô-la là nói về cái bên thai à? Đúng rồi, okay. Tình yêu muốn tìm được một cái người nào đó. Sáng vô thì ấn tượng nhất là cái bạn này. Tại vì cái bạn này mình thấy mình quen ở đâu rồi. Kiểu gương mặt báo chí vậy đó. Gương mặt báo chí đây. Nhưng mà cái bạn này là cái bạn tới sớm nhất. Mà mình cũng ít tiếp xúc, ít nói chuyện nhất từ sáng tới giờ thôi. Thì mình xin tặng, xin phép tặng bạn lại. Trưa nay là một cái phần mà tặng quà. Thực sự là cũng rất là có lỗi với Trâm. Ở cái chỗ là mình cũng đã lỡ lời nói ấn tượng với cái bạn Nhu mà lại tặng quà cho bạn Trâm chẳng hạn. Thì đôi khi cũng làm cho Trâm có một cái gọi là sao ta? Ngại. Nói về nói xin lỗi sao đây ta? Thôi em quyết định là tối nay nếu mà có hát thì em sẽ hát cho Trâm nghe. Nhưng mà chuộc lỗi. Món quà này của em thì nó cũng một món quà nhỏ thôi. Nhưng mà cái này em nghĩ là nó sẽ phù hợp với những người kiểu hơi trầm tính chút xíu. Nó sẽ kiểu hơi gọi là hơi thư giãn nhiều hơn á. Em tặng cho anh Đạt. Okay. Cảm ơn. Dạ. Xin phép mở quà của bạn Trâm ở luôn này. Nhưng mà anh cũng muốn giữ cho riêng mình không? Làm khó vậy. Anh xin mời. Xin mời. Ôi giời. Cái này em tự... tới đây con. Anh có biết là gì không? Nghe thấy anh nghĩ là nến, nến thơm. Nó sẽ là nến mà anh sẽ đốt lên và anh sẽ nghe được mùi hương của nó. Hai này là hai mùi hoàn toàn khác nhau. Con gái lúc nào cũng tinh tế của mình. Tuyệt vời quá. Cảm ơn nhiều nhé. Dạ. Tuyệt vời quá. Em là nữ cuối cùng. Thì từ sáng giờ em đi chung với anh Trung đó. Thì là bạn đồng hành. Nên là em cũng muốn gửi cho anh Trung một món quà. Anh cảm ơn. Anh có muốn xem không? Anh mở ra luôn nha. Không có gì lớn đâu mọi người. Khung ảnh. Anh cũng thích màu đen á. Anh sẽ đeo lên tường ở studio của anh nhá. Thank you. Anh sẽ có một quà tặng cho em.
Anh nghĩ là em cũng sẽ hợp. Đây là cái design của anh luôn. Đây, em có thể xem. Một cuốn sách. Sống sao cho đủ đầy. Hôm qua em cũng định tặng sách, nhưng mà em nghĩ là ở đây sẽ có người tặng sách rồi nên là em muốn thử. Anh tặng sách tại vì nhiều lúc mà mình rảnh rỗi thì mình đọc. Cái tên sách anh cũng thích nhá. Em có đọc của tác giả Yuki rất nhiều rồi. Rất là nhiều quà với mọi người, hai design khác nhau mà. Chasing the Sun với Love Fear. Em thích cái bên áo bên này hơn, cái dưới áo bên này hơn. Em lại thích cái này. Không, em thích cả hai. Ok. Tôi tặng là thích. Cảm ơn anh. Khoan, nhưng mà anh tặng hai cái như vậy, một mình bạn mặc hết hai cái đâu được. Hay là anh muốn tặng cho ai khác nữa không? Không, anh tặng, anh chuẩn bị là để tặng cho một người mà. Áo đôi đúng không? Sao anh không giữ lại? Áo đôi rồi, áo đôi. Cái áo này sẽ đi cùng cái túi này luôn. Ok. Ok. Ra rồi đó. Cái gì vậy? Cái này. Chưa. Anh chưa chưa mọi người nữa. Sáng giờ thì ấn tượng đầu tiên mà mọi người gặp đầu tiên luôn á thì có lẽ là Kha. Nên mình xin tặng Kha một món quà. Thì món quà hờ đó nha, món quà chính chưa tới. Còn một món quà nữa. Đúng rồi, nói chung là được combo á, khuyến mãi nữa. Đây. Món quà của mình. Ồ, cỏ bún lá. Nó biểu tượng cho sự may mắn đó. Cảm ơn anh. Ý nghĩa càng. Không, cái này không cài tóc được. Cái này cài áo hoặc cài túi. Món quà hờ thôi nha, món chính từ từ. Em sẽ chờ món quà chính. Đó, chờ đó, ok. Mời cả nhà ăn cơm. Nãy giờ tặng quà mà không khí hơi trầm nha, không phải chấp nhận được. Em hát bài đi, nó trầm mà. Bạn ơi đừng nên nhớ, nhà mình còn gì đây. Đói ăn ngon thì chứ, cơm không cũng thấy ngon á. Không biết ông sao chứ, tôi với đông mà đi tập về cái gì cũng ăn. Thế làm sao? Bảo rồi là mấy bảo. Ủa sao mới quen tôi với đông đi tập là sao? Cặp đôi bí ẩn rồi. Tưởng là đi tập chung lâu rồi á. Tự nhiên tới cuối chương trình lòi ra đam mỹ. Hư thiệt chứ. Bất ngờ chứ nè, kiểu vậy. Thì anh sẽ ở nhà, anh sẽ đi làm ta? Em đi làm. Anh với lại Đạt đi làm. Mọi người ở đây không? Vậy lát em giữ anh cái mũ nha. Cái nón cũng ở trên xe á. Chiều thích bạn nào chở đi thì đi. Còn mũ rồi. Anh là quá trẻ so với tuổi. Đúng rồi. Em đoán anh bao nhiêu tuổi? Đoán gì nữa anh? Nếu như anh không nói. 91 anh. Đoán gì? Lúc đầu mà anh đi vào cùng với lại bé thì em tưởng là hai người là học chung với nhau luôn á. Vậy là chị đang không. Em trẻ mà anh cũng trẻ nữa. Ấy là chị nói thật vậy sự. Không phải, em đừng có nói nữa. Em rất là trẻ. Em là đúng tuổi. Em rất là trẻ. Nhưng mà anh cũng trẻ nữa. Thôi. Giờ mới là tặng quà chính nha. Wow. Hồi nãy là món quà nhỏ xíu thôi mọi người. Xin nói trước là đây là đồ do cây nhà lá vườn luôn. Tặng em. Cảm ơn anh. Ở đó coi luôn đi. Trời ơi. Ôi, chanh ông vẽ kìa. Lần đầu tiên được tặng chanh luôn á mọi người. Đây là kỷ niệm cái bình Hạ Long lúc trước anh đi cách đây khoảng 5 năm về trước rồi. Nhưng mà đi có mình, hy vọng là nếu mà có duyên thì đi hai mình. Em đoán là anh thích khung cảnh này lắm rồi. Tỏ tình sớm quá. Không, hy vọng thôi. Riêng bản thân em thấy là hướng tới tình cảm và ấn tượng hơn là bạn Kha. Tại vì đó là lần đầu tiên em thấy tiếp xúc với bạn đó nhiều đến như vậy. Trời ơi, đây là quỷ, quỷ đóng luôn á. Khung em tự đóng luôn. Em không biết đóng khung nữa. Em vẽ lâu không? Cả 3 ngày là xong rồi. Cảm ơn anh nhiều. Không có chi. Bữa ăn đầu tiên thật đầy ý nghĩa và nhiều niềm vui khi ai nấy cũng đều có quà cho riêng mình. Sau bữa trưa, Trung và Đạt tạm chia tay mọi người để tới chỗ làm việc. Cẩn thận ướt á. Canh đúng
lúc hai anh đi làm thì trời mưa. Ủa em đi đâu? Dạ. Em làm đâu? Em đi làm. Hả? Em đi theo anh. Làm gì? Lúc nãy ăn á. Thì lúc mà anh đi rồi thì mọi người có đề xuất là em đi với Đạt đi. Tại vì Đạt ấn tượng em mà. Em đi với Đạt đi. Cũng được. Hơi miễn cưỡng nha. Bất ngờ. Em không biết luôn á. Mẫu bạn gái yêu thích là gì? Em thích mẫu kiểu nó vui vẻ. Nói chung là hòa đồng vui vẻ. Tại vì cái tính em á, không quen thôi nha. Mà quen thì mới nói nhiều, còn không quen em chậm. Ít nói lắm. Em chậm vậy thì kiếm người vui vẻ xíu, hòa đồng xíu. Hỏi hỏi vui bạn trai. Anh là người hỏi em, anh đi qua anh hỏi bạn thử coi. Nhu nhu kìa. Đạt hỏi vui bạn trai em là gì kìa. Anh là anh bát giỏi lắm nha. Vui bạn trai của em cao. Cao, độ. Cao là cao tối thiểu là bao nhiêu? Trên 10cm là được. Vậy là anh không đủ. Vậy là anh không đủ. Phải. Nói chuyện vui vẻ này, biết quan tâm em. Điềm tĩnh nhưng mà cũng phải hài hước. Ừ. Ủa anh sao? Anh hỏi người ta rồi, giờ anh sao? Mẫu của anh là sao? Anh thì anh thích con gái thông minh, tinh tế một chút. Anh thích con gái hiền với có cả tính xíu, chứ không phải là hiền khô. Nói chung là anh thích con gái thông minh á, biết nhiều cái để mà mình nói chuyện. Đó là mình nói vậy thôi, chứ đến lúc mình gặp thì mình thích là mình thích thôi. Quy chuẩn vậy thôi, khi gặp cái là khác. Tại vì hồi đó em nói mình thích bạn gái tóc dài nha, tóc dài nhìn gái này kia đẹp thước tha. Tới khi gặp mấy bạn nữ tóc ngắn á, nhìn thấy ôi xinh dữ. Trời ơi, kiểu như mà không có quy chuẩn được. Sắp tới tiệm anh rồi. Đúng rồi. Anh đi trước nha. Bye bye anh. Hẹn gặp lại tối nay. Rồi, bye anh. Tôi đi tới tầm 7 giờ anh về. Là tối 7 giờ anh Đông đi. Đúng rồi, 9 giờ quay lại. Anh Đạt ngồi mấy giờ lận? Kiểu đang tính đầu người để nấu sao cho hợp lý. Nếu mà tối nay em có nấu dở quá thì mọi người thông cảm, giả bộ ngon. Không ai dám chê đó, yên tâm. Không dám chê à? Vậy là em yên tâm một phần. Vậy là tí nữa hai người đi chợ. Sao mà gầy ghét như vậy được? Thôi được rồi hả? Được rồi hả? Ví dụ như anh Đinh Đông nè, ba người muốn ba người thích thì sao? Tự nhiên bà đi gán ghét vậy thì người ta mất cơ hội. Cô lo tìm tình yêu đi, đừng có mà gán ghét như vậy. À, được rồi. Anh cũng muốn đây đúng không? Hả? Anh muốn chợ. Đi sao đâu? Ủa, tại sao em không được lựa chọn vậy? Tại vì anh muốn Đông đi với em. Anh muốn? Đúng rồi. Em có phải là giờ em đi với anh là em thích anh liền đâu mà anh sợ? Không, đó không quan trọng, nhưng mà anh đang tính siết, đúng không? Anh đi siết này. Em không cho phép điều đó xảy ra. Em thích ai thì em tự xin chứ. Cái gì mà mối tình tay ba nãy giờ chưa xong luôn hả? Hối quá luôn á. Ở đây là mới ngày đầu tiên thôi mọi người. Ca là một cô gái rất là tinh nghịch. Đối với mình thì ca với mình như là lựa và nước vậy. Kiểu khi mà mình nói một thì ca sẽ nói hai. Có bạn Lâm cũng có để ý tới ca ca đó. Chắc là do em cái đối tượng đó em để ý nhiều nhất, nên em thấy là bạn Lâm với bạn ca ca nói chuyện khá nhiều. Nên em nghĩ là chắc có một chút gì đó thiện ý rồi. Vậy là bây giờ là mưa là đi với anh Đông, còn nắng là đi với anh Lâm. Ok không? Ok. Ok, giải quyết được. Bây giờ phụ thuộc vào thời tiết. Em hình như sinh năm 98 đúng không? 98. Em có 2 mối tình. Nhưng mà mối tình đó là tuổi học trò thôi. Kiểu như thích nhau thôi, chứ không phải là kiểu tình yêu nữa. Đúng rồi. Quen theo kiểu ngây thơ, nắm tay cũng ít. Mày tao nhiều đúng không? Không, không mày tao luôn. Nhưng mà không có được cái cảm giác gọi là được yêu, được quan tâm. Không có được hay là không biết? Không được. Từ tuổi đó là sao mình biết có được hay không có được? Cái tuổi đó đối với mình nhiều khi nó đã được rồi, nhưng mà khi mình lớn tuổi hơn còn yêu cầu nhiều cái nó cao hơn. Cảm giác mà yêu á em chưa có nhiều, chưa có trải nghiệm nhiều. Còn anh thì sao? Cũng ít lắm. Cái trải nghiệm của mình thì nói chung 1-2 mối tình này kia, tuổi học trò, tuổi này nó lại ít. Chưa có tình cảm nào mà đậm sâu với một người hết. Vậy là cũng có một điểm chung. Rồi em giờ em vô là mục đích chính của em là gì? Chủ yếu là giao lưu và trải nghiệm cùng với mọi người, xem mình có những cảm xúc như thế nào. Đúng rồi. 3 năm rồi em chưa có yêu. 3 năm rồi. Nói chung là vô này cứ cởi mở ra hơn đi. Thôi đợi tự nhiên đi, cái gì đến sẽ đến. Anh Đạt thì nói chuyện cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng cởi mở giúp cho mình nói chuyện với anh nhiều hơn. Tại vì
Đầu tiên là anh nói anh cũng là một người ít nói giống như mình, nhưng mà khi tiếp xúc với anh rồi á thì mình lại cảm thấy là gần gũi, và anh có cố gắng nói chuyện để cho mình hòa nhập được. Rồi vậy tạm chia tay em đây nha. Bye bye anh. Đi làm vui nha. Rồi bye nha. Bye bye anh nhau nha. Công việc là chén của tụi anh mà. Vậy hả? À như một thói quen thì em ừ. Ok vậy thôi, rửa tay đi ra ngoài nha. Anh rất là khổ không? Thôi đây em rửa cho nó chứ tự nhiên để anh rửa một mình vậy. Đâu, ban đầu mình phải dành rồi cho nên là phải chịu thôi. Thôi để em rửa chung với anh. Xịn sò vậy hả? Anh chán đi, em rửa thì em chán cho. Em đòi phụ thì không cho nha chị, xong rồi bây giờ hàng vô thì... Không, bây giờ bạn nghe bạn. Đủ rồi, cặp đôi với em. Em đến đây một tấm lòng trong trắng. Chị bây giờ ánh mắt của em nó đòi chuyện vào đây. Mọi người nghĩ nè, nếu như mà em là cặp đôi bí ẩn á thì em đã không vào đây chung với anh lâu đúng không? Em đã lánh rồi. Thôi, em đến đó một tấm thế rất thoải mái nên là em rất là free. Thôi, đây, ok. Một thói quen như một thói quen, hiểu không? Đây là công cuộc bốc phốt nhau mà sẽ lộ hết bây giờ, bà đi thôi. Rình. Trời ơi, mắt chị ca ghê lắm luôn á. Em yêu cầu anh rap đi tìm, anh thử rap một bài đi tìm xem. Cho lên giùm anh đi nè. Ok, công việc đi. Ấy là cái cứ tưởng sau khi đưa tiễn các chàng trai đi làm, Bích Nhu sẽ trở về nhà đoàn tụ với mọi người. Thế nhưng, Hoàng Trung đã xảy ra một sự cố đành phải nhờ sự trợ giúp của Bích Nhu khi anh chàng đi làm mà lại để quên cặp sách trên xe. Oh my god. Anh đi làm mà quên cả ba lô nè. Em tiện đường đem qua. Em rảnh không, lên tìm anh xem một tí rồi về nhà. Ừ, cũng được. Đi. Wow. Ở đây decor là anh làm hay là... Decor thì bạn design cho anh, còn mấy cái đồ này là anh tự mua. Wow. Chưa xăm hình nào, chắc là lần đầu tiên đến tiệm xăm đúng không? Em chưa giờ, em cũng không dám nữa. Không dám luôn? Không dám. Hôm sau sẽ khác. Sao anh định dụ em hả? Anh định dụ em hả? Không. Hôm sau em sẽ thay đổi cái suy nghĩ đó. Để một lúc nào đó em sẽ thấy là mình cần một hình xăm chẳng hạn. Tại sao nhỉ? Nó lưu giữ ký ức hả? Cái khoảng thời gian đó em sẽ muốn đánh dấu cái kỷ niệm đó. Em sẽ muốn nhớ lại chẳng hạn. À, ở đây có thùng của anh nữa hả? Ờ. Cho em xem mới được. Em xem đi. Wow, phía sau là cái gì vậy? Giọt nước. Logo. À, logo của anh. Anh á. Chọn mực, đôi mắt buồn sẽ thấy những điều khác biệt. Thâm thúy quá anh ơi. Sẽ này là thâm thúy. Thâm thúy. Thâm thúy hả? Ừ, nó có nhiều hàm nghĩa. Thích cái nào cho em luôn. Thì anh thấy ôi, anh dễ thương thật á, mình chỉ mới hỏi thôi mà anh đã có ý nghĩ là sẽ tặng áo cho mình. Thích quá. Để anh lấy trong túi cho em. Ok. Cái áo đen này sẽ đi với cái túi đen luôn. Ok. Túi cũng của anh design luôn. Dạ, em cảm ơn anh nha. Chắc là được. À, bây giờ anh vào làm, em ơi. Về bên nhà. Dạ. Ok. Bye bye. Nhu là người ít nói nên là mình cũng chưa cảm nhận được gì nhiều. Ngoài cái vẻ ngoài xinh xắn và dễ thương, còn tính cách bên trong thì Nhu vẫn chưa còn ít nói nên là mình chưa tìm hiểu được. Trong bộ bản nữ thì mình sẽ muốn tìm hiểu thêm về Trâm. Mình muốn biết cụ thể hơn về công việc cũng như cái tính cách của Trâm, về một người con gái hiện đại. Trước buổi đi chợ chiều nay, Kaka có một giao kèo với các thành viên là trời nắng thì đi với Long, mà mưa thì đi với Đông. Và số phận như an bài cho Long và Kaka khi sau cơn mưa trời lại nắng. Anh nói là anh nghĩ rất là nghi ông Chun. Cái style mặc đồ của bạn hàng rất là vì anh đã thấy những thợ tattoo khác rồi. Cái style rất là hợp với những người tattoo luôn. Vô tình cái kiểu hai người đó không nhất quán về bộ đồ, có thể là vậy, không nhất quán về đồ mặc. Cho nên là vô tình bị anh cắt được cái khúc đó. Ly kỳ quá vậy, giống như xin lúc hôn. Thiệt. Anh cá luôn, nếu mà có cái gì đó bảo đảm anh sẽ không bất ngờ đấy, anh Chun với bạn Hằng. Không những là đồ hay là kiểu phong cách kiểu mix vừa hợp nhau nha, mà còn có cả vali. Hằng có tiết lộ là vali của Hằng với vali của anh Chun là hai cái y chang nhau, cùng một size và cùng một màu. Nhưng mà tự nhiên tiết lộ vậy rồi ta biết kiểu như là rào trước. Ồ, cũng có là rào trước á. Tự mình nói nó sẽ đỡ bị người khác nghi ngờ hơn là nếu mà người ta tự phát hiện cái điều đó. Rồi sao biết bà không thử điêu thôi, bây giờ mình cứ vậy lấn cấn cái chuyện
đau đầu không? Không phải là em suy nghĩ nhiều, kiểu là mà mình lo xa, mình cứ phải nặng đầu về cái vấn đề đó, tới cuối cùng mình cũng không quen được ai, mình cũng yêu được ai, là mình đã thất bại ở đây rồi. Bạn nó đập vào mắt ấy. Hôm nay thì mình cũng có suy nghĩ về cặp đôi bí ẩn. Không biết là có nó quá sớm hay không, nhưng mà thật ra là ngay từ cái giây phút đầu tiên mà mọi người đều gặp mặt nhau ấy, cũng vô tình thôi chứ không phải là mình bị cái điều đó lấn át quá nhiều, nhưng mà vô tình mình có bắt gặp được một vài những cái ánh mắt của anh Đông dành cho chị Ca. Mình cảm thấy những cái ánh mắt đó nó không hẳn là đối với những người vừa mới gặp nhau lần đầu tiên, kiểu nó thân thuộc và nó đặc biệt hơn rất là nhiều. Nên hiện tại nếu mà suy đoán về cặp đôi bí ẩn thì mình có cảm giác là anh Đông và chị Ca. Em kiểu nhiều biết làm nhiều thứ nhưng mà bị đoán, hay quên. Không biết sao khó cải thiện quá à. Em hay quên đồ lắm. Kiểu nhiều cái buồn nhất là mình làm mất cái đồ mà người khác cho mình. Như ngày hôm nay em đều quên cái bức tranh á. Người sẽ vô tâm hoài mà họ dục như thế này nè. Em đâu có ý đâu. Xin lỗi, em lại nói chuyện lâu quá em quên. Nhớ coi là chị quên người yêu nha. Không, nhiều lúc em cũng hay quên. À, quên người yêu đúng không? Đúng rồi. Okay. Ghi nhận. Cái đó là đoạn thiệt luôn á. Đoạn thổ đi đâu luôn á. Anh không biết Đông sao chứ. Nếu mà anh mà là Đông thì anh sẽ có gì nó hụt hẫn lắm. Anh nghĩ là xin lỗi tốt nhất với Đông phải là vô bụng của ông. Hay là có gì cho anh vô bụng, hay là chiếc cây. Ở trong nhóm Ohio á, mình có rap chính vậy ta? Rap chính là chị Kim. Ok, anh sẽ cho em khóa đào tạo ngắn. Rap bế thổ à? Không, không phải bế thổ đâu. Thì rap nó chỉ đơn giản như thế này. Rap nó là rhyme and poem. Đi tắt ba từ đó. Hồi xưa bắt nguồn của rap là mấy anh da màu đọc thơ với nhau thôi, mà đọc thơ trên nhịp điệu á. Em cũng hiểu, có nghĩa mình biết cái cách nó vận hành nhưng mà mình lại không có cái khả năng nhạy bén trong việc gieo vần á. Có nghĩa là phải gieo vần một thời gian thì may ra mình mới nhạy hơn cái vốn từ của mình đến nhiều á, đúng không? À, ví dụ như là giờ anh sẽ thể hiện khả năng freestyle của anh đi. Ok. Điện thoại anh là cầm là iPhone, phải bờ mô này ai hôn. Đó là cái khả năng mà kiểu mình nhảy số thôi. Yeah. Ê, đưa anh sách cho. Quên đó. Chờ nãy giờ. Em quên luôn á. Anh cũng quên luôn, anh không biết sao cái tay nó trống. Ủa em tính làm bánh tráng cuốn không thiệt luôn hả? Thiệt mà. Anh có thích ăn một món gì không? Cái món anh thích nhất đó là cái gì liên quan tới cuốn á. Ồ, em hỏi anh thích ăn gì để em làm anh tự à? Em giỡn. Không, tại vì bây giờ đang thiếu món phụ. À, thì em hỏi okay, để em thêm thực okay, đơn okay, thôi là. Anh sắp cũng được. Anh biết số phận anh đi chợ là để sắp đồ mà. Shit. Từ thôi. Vô không được. Để em cột lại cái dây dài. Anh cột nhét vô cái xe. Coi nha, chứ nhiều cái cột kia nó dấp té. Chị cái thao không gì? À, gì vậy? À. Gì vậy? Rồi, không tụ. Ok, cảm ơn anh. Thôi mình lơ đi, mình lơ hai người họ đi. Đừng có tác động hai người họ nữa. Hai người họ đang nhìn mình. Mệt chưa? Thôi mình chơi tiếp đi hả? Thôi mình đợi coi ra chưa, anh có mua từng giác đồ gì phụ không? Support vậy không? Mình không quen nha chị, mình không quen hai người kia ai nha. Cần xích phụ gì không? Trời ơi, thao đứng lên chợ cho người ta xong rồi, xong gì thể dục thể thao nâng cao sức khỏe tiếp đi. Đi tục đi, coi như không có gì hết. Ok, tiếp tục cũng được. Cái ca hồi sáng nó mất tiêu rồi. Thôi anh pha tạo vô ly đi. Em thấy ly cũng lớn anh rồi. Anh pha vô ly thì được thôi à, nhưng mà. Nhưng mà anh có ý định gì? Anh là tính... bất ngờ gì đúng không? Không, anh tính pha thôi, chung. Không cần bất ngờ gì đâu, anh cứ làm bình thường thôi. Anh tính pha chung luôn. Bất ngờ đâu, bất ngờ. Pha chung mày rót ra hả? Ừ. Tìm cái ca lớn thì nó đỡ hơn một chút. Trâm và ca vẫn cứ làm, Long thì vẫn cứ đi tìm ca.
Không, đây là nói bình thường luôn mà. Ok. Em sẽ không có suy nghĩ gì nhiều nữa nha. Giờ Long vẫn chưa nghe được câu đó. Vẫn chưa nghe được gì luôn á, thì cô. Dạ, để em đọc lại anh nghe nha. Nên vậy, Trâm và Ca vẫn cứ làm, còn Long thì vẫn cứ đi tìm Ca. À, đỉnh, đỉnh cao đó. Được. Nếu mà cho mình một cuộc hẹn vào ngày mai thì người mình muốn hẹn nhất đó là Ca. Mặc dù là mình rất là có thiện cảm với Trâm, nhưng mà mình muốn lắng nghe Ca nói về cái suy nghĩ và cái tâm lý của Ca khi nói về tình yêu hơn. Tại vì mình cảm thấy Ca là một gái rất là thú vị.